các bạn chị hai mình á, các bạn mới đi chợ mua đồ ăn về nè, mình quay cho các bạn xem cho vui nha. Đó, cả nhà thấy không? Tại vì mấy đứa nhỏ mình á các bạn thì nó thích ăn đồ nướng đâu đó, anh chị hai mình mua mấy cái chụp nè về cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Đó, gao rồi Thì nó gà. nhà của con có úp nó hay được chưa? Hả? Con đổi về được Gà hả? Để coi thử nó vàng chưa. Đang nướng gà cho mấy đứa nhỏ ăn. Con này con chở về đi con. Ủa, ai nướng? Ăn gà nướng rồi các bạn, có mấy cái chai mà nước chấm đó, nó ngon, nó làm cho mình ăn ngon. Cả nhà chị hai mình có mua rau bù ngót nữa nè, các nhà thấy không? Một chút nữa chị hai mình nấu canh, nấu canh cho mấy đứa nhỏ nó ăn với mình ăn rồi luôn. Cả nhà thấy sướng không? Mình á có chị ruột á trong nhà, cái đầu á nấu đồ ăn đồ uống cho mình ăn vậy đó. Cái nhà chị hai mình á mua được hai bó gao nè các bạn. Và chị mình á mua á, thì cái này á thì một bó này á thì tới 2 phao, hai bó thì 4 phao, mà chị mình mua thì đâu là 7,5 đồng một phao á các bạn. Một bịch này là cả nhà thì 15 đô, hai bịch thì 30 đô. Các bạn biết gao này gao gì không? Gao bù ngót á. Chút nữa chị hai mình tước ra một bịch này là nấu canh ăn, còn một bịch này thì để tủ lạnh. Các bạn xem cho vui nha. Đây công chúa này. Đây chị hai mình đó, đi Xin chợ chào mới cả về nhà đó. và các bạn. Có khỏe không? Dạ khỏe. Mình mới đi chợ về, mình mua bột ngót nè. Đó, cả nhà thấy không? Chị hai mình đó, tối ngày làm đồ ăn cho gia đình ăn vậy đó. Ngót ngon quá à. Từ cấp qua Mỹ tới giờ mới thấy được bột ngót nó ngon. Đó, nhìn ngon. Ồ, ngon quá hả hai? Ngon quá trời ngon luôn. Nè cả nhà, giống bó bông quá à. Đây tặng cho em bó hoa dễ thương quá à hai, nó tươi nó ngon ha. Nè ôm bó hoa đỡ một chút đi, giờ chị ôm đi, chị ôm đi, hoa giờ ôm hoa đỡ. Ủa đẹp đó hai, nó xanh dờn à, nó ngon lắm luôn á, tại vì mới mà nó ngon quá thì ngon luôn. Cái này mình là tướng nấu canh hồi nữa không? Hồi sớm đi chợ mua mà không có chấm mốt, rồi giờ á mình nấu mình tước gì chứ hồi nữa đi chợ khác nữa mua đi chợ thêm chấm nữa mốt. Giờ nó không có mốt rồi, giờ phải nấu với mốt với tép đó. Bạn nhìn thấy ngon không? Cái cây này nữa mình lấy mình cầm lại, cái này nấu là phải giò cho mạnh, thiệt là mạnh á là nó mới thơm, nó mới thơm, nó mới ngon. Ồ, nhìn thấy thèm quá à hai ơi. Ăn bột ngót này mát lắm đó cả nhà. Ôi ơi mê quá à. Ngon quá thì ngon. Đó cả nhà, 15 đô là một bó vậy đó các bạn. Cái này độ chừng chắc 2 phao mà chị. 2 phao hả? Dạ. 2 phao là cái 900 g hả? Dạ. 2 phao 900 g. Cả nhà ơi ngon cái nè. Này ở Việt Nam mình lấy mình cầm lại, bây giờ qua đây, qua đây chắc nữa mình lấy cái cây này, mình cây nào già đó cái mình cầm lại mình làm giống, vài tháng sau mình khỏi mua luôn. Em nghĩ chắc chị cầm nó sống đó chị. Ừ, cây già là cầm sống, như chẳng hạn là mấy cây này nè, mấy cây này nè, rồi có thể cầm sống. Chị tước mà bay cái mùi ra thơm đó hai.
Cái này mua chừng vài trái bắp. Bắp. Ồ, nấu với canh bắp hả chị? Ồ, cái món đó chị nói ngon đó hay. Bắp với mà bốt. Rồi xong cái mình ăn là nó ngon lắm, mấy cọng già cũng bộn. Cái này ở Việt Nam là mình cặm, mình ăn. Bây giờ qua đây không có giống, bây giờ mình mà mua cái này xong. Mấy cây này nè, có rễ nha, có cái cành già gì nè, cặm dễ sống. Cái bắt đầu mua xong cái bắt đầu mình ăn, ăn cái bắt đầu mình lấy làm giống luôn. Ghim chỗ nào cũng vẫn được hết, chờ yêu cầu có cái chỗ đất là có được. Nè, cành già cũng nhiều nè. Cái này cũng già nhiều. Chị nhớ không, hồi xưa bà nội á, ưa nấu cái gì nè, mì gói ăn với rau này nè chị, rau bù ngót á. Mình nấu mình cái gì cũng phải là giò nó hết trơn, giò cho nó bấy thiệt ra luôn nó mới ngon, không có giò bấy là nó không có ngon. Nhìn các bạn thấy thèm không, lâu lắm mình mới thấy được rau bù ngót á. Cái này lâu lâu á, trời trời người ta có bán. Dạ. Yeah. Cái này chỉ có ti nó xơm chỉ chứ giò nóng không có nhiêu hết chứ. Nó teo phải không chị? Nó teo rồi lại đâu có nhiêu. Rồi nữa các bạn và cả nhà ăn bồ ngót nấu canh như mình, cái hồi mình mua cá cái mình khô khô cái rồi xong ăn được một bữa cơm. Cả như nấu nồi cơm bữa nay ăn là cả như hết nồi cơm. Mình có mua cá chút xíu với mình khô khô. Chị nấu mấy món đó em thấy em thèm á. Này chị ăn với cá khô khô mới đúng. Hai vậy cái này chị nấu được hai món phải không? Món nấu với mớp phải không? Chứ một món nấu với gì bắp hả? Thì bắp với mớt thì chung đó. Chung được sao? Chung đó. Cái này là bên Mỹ nó hiếm dữ lắm luôn. Chợ Việt Nam mới có bán. Chợ Mỹ người ta đâu có bán cái này. Chợ Việt Nam. Nè, cái nhìn nó mới mua có như người ta lặt lì thôi. Ta đem nha, người ta bán ngon, ngon quá các bạn ha. Cái nè, cái rễ nè các bạn, cái này nữa, cái già già nữa là cành già chứ thôi à. Cái nó đâu có rễ, này đâu có rễ, không có rễ sao? Không, cành già. Cho nãy chị nói có cái này có cái rễ cái gì đó, giống như nó bẻ cái nhánh già chứ. Cả nhà thấy người ta để trong cái bọc này cho gió nó đừng có vô á, gió nó vô thì sẽ bị héo á. Này mình để vô tủ lạnh là nó bị để vô tủ lạnh cái nó bị mà nó lá nó cũng như dạng nó dập hết trơn với nó rụng lá hết trơn à. Này mình phải để ở ngoài. Ăn cái khẩu vị này là khẩu vị của Việt Nam. Chị ăn cái này tốt lắm ha chị, tại nó là màu xanh đó. Này nó mát. Người ta thường thường thì ở Việt Nam á, người ta làm cái này nè, người ta làm cái màu lá này nè, người ta làm màu. Cái này màu nó đẹp lắm luôn. Làm bánh hả chị? Làm bánh á, người ta làm màu, màu đẹp lắm. Này như
cắt nhiều quận. Chẳng thà cắt sát xuống luôn vậy đó, chứ đừng có ngắt cái đọt nha. Cắt vậy đó vài bữa nó lên lại là đẹp lắm. Chứ nếu mà mình ngắt ngang đó, nó cao nhiều nghèo à. Cả nhà thấy chị Hai ăn gạo nên chị Hai ốm đó các bạn. Người ta thọt người mẫu mà. Cái cành mà dài dài gì là chắc ăn tầm 16. Cái này ăn bỏ sạch à, tại vì người ta cắt lá non cho mình có ít lắm, có những hạng lá nào mà sâu quá mới bỏ thôi, chứ cái lá già già càng hơi già già là nó thơm hơn. Chị tước vậy đó mà em đứng đây em thấy nó thơm lắm đó. Nghe cái mùi nó bay vô mũi thơm. Cái cọng này già hết biết. Vậy mình mua cái này mình ăn cũng có tiện ha. Ăn lá cái cọng thì mình để trồng lại. Các bạn đừng có sợ cái lá già này. Cái lá già này đừng nên bỏ. Cái lá già này mình dò, mình trước khi mình rửa xong cái mình dò nó thơm lắm luôn. Đừng có bỏ cái lá già này. Thấy cái lá già đừng nên bỏ. Nè cái cây này nó là cọng sống các bạn. Công nhận người ta trồng gạo tốt quá ha chị. Này chắc săn sóc chắc cực lắm. Ngay có cái mà lưới người ta chặn quá. Chứ nếu mỏng ấy là nó hư hết trơn, cái mùa kia nó hư hết. Lạnh đó hả? Ừ. Nào giờ con biết ăn này chưa? Biết ăn chưa? Biết ăn chưa? Hồi nhỏ em có cho nó ăn rồi chắc nó quên. Để gì mà nhớ. Cái này á, thường thường á, ở Việt Nam á, nấu cháo cho em bé đó, mình hay ra hái rau diệu. Nó nấu là nó mềm ra. Mềm chứ. Mình hớt rau diệu, rồi bù ngó, mùng tơi, cái mình trộn chung vô, mình hớt cho thiệt là nhuyễn, mình để vô mình nấu cháo cũng cho mấy đứa trẻ ăn đó. Em bé hồi đó con của mình như vậy, mình nấu cho nó ăn, con cháo gì mình như vậy đó. Ở nhà có rau vườn đó, chạy ra ngoài vườn nó hái chút xíu như vậy đó, về vô cái đem vô cắt vô nấu cháo. Ở vườn mà đâu em bé là phải cần ăn rau này nhiều nè. Thì ừ, mình đi bác sĩ đó chị, bác sĩ cũng kêu mình phải ăn gạo bù ngót, gạo này kia đó cho người lớn nhưng nít ăn tốt. Nè cái mình sắc nhuyễn, thiệt là nhuyễn vô cái mình để vô mình nấu cái nó bấy hết trơn cho em bé ăn. Mà đó con của mình là mình cho ăn gạo dữ lắm. Bây giờ nó lớn ăn gạo dữ lắm, ăn gạo quen hả chị? Ừ, quen ăn gieo chứ. Quen cái mùi vị. Mình mới có 6 tuổi rồi ha. Mà nó ăn gieo má ha. Nó ra giường, nó cầm cái gỗ ra giường ha, nó hái nha. Nó vô nó ăn. Nó ăn sống vậy đó. Hồi mới có 6 tuổi là nó biết ăn gieo dữ lắm, ăn gieo. Đi hái gieo má nó ăn. Bởi giờ lớn nó ăn gieo dữ lắm, ăn gieo. Đi chợ là nó gặp gạo là bằng mẫu giá.